Nếu khách so sánh giá thấp hơn giá bán của người khác thì sao? Tức là người khác bán phá giá đúng không? Mình hãy bình tĩnh, cười nụ cười thật tươi, nói với họ rằng là: ôi chị ơi, nói thật với chị rằng là chị mua bất kỳ một sản phẩm nào trên thị trường cũng thế thôi. Cứ sản phẩm nào càng giá trị cao, càng nổi tiếng, càng được nhiều người tin dùng thì càng có nhiều hàng fake. Thậm chí nói thật với chị là ngay cả khi hàng vẫn là chuẩn, không phải là fake, không phải là hàng đều ấy, nhưng vẫn có người phá giá, là bán thấp hơn để còn giành giật khách hàng. Thì cái điều đó thì chị sẽ nhìn thấy nhiều sản phẩm khác nhau, và sản phẩm tinh bột hương của em cũng là như vậy. Thì em gặp trường hợp này nhiều rồi, thì em cũng chỉ đơn giản là xử lý đơn giản như sau thôi. Là gì ạ? Là cùng kinh doanh một cái sản phẩm đấy, mà bây giờ còn phá giá, còn tranh cướp, còn gọi là còn chơi xấu sau lưng những người cùng kinh doanh, cùng đồng đội của mình như vậy, thì em thì không có niềm tin lắm rằng là gì ạ, nếu người ta có khách hàng thì người ta có thể phục vụ tốt được người đấy, khách hàng đấy. Đấy, nên là làm cùng nhau, cùng kinh doanh, cùng phát triển một cái thương hiệu sản phẩm rồi, mà bây giờ lại còn làm chiêu trò với nhau như vậy, lại còn cạnh tranh bẩn với nhau như vậy, thì em không có niềm tin lắm rằng người đấy nếu mà có khách hàng thì có thể phục vụ tốt được khách hàng. Đấy là tùy sự lựa chọn của chị. Em không nói rằng là sản phẩm của bạn ấy có thể là chính hãng hay không chính hãng, vì chắc chắn là bạn ấy có thể là cam kết chính hãng với chị, nhưng về tư cách đạo đức của một con người thì cá nhân em luôn làm đúng. Làm thế nào để tăng sự tiếp cận với khách hàng nhiều nhất thầy ơi? Hãy duy trì cái thói quen của một người phụ nữ kinh doanh online thành công, đó là tạo ra nội dung miễn phí mỗi ngày của mình trên đa kênh truyền thông. Nhớ nhá, ghi vào, tạo ra nội dung miễn phí của mình mỗi ngày trên đa kênh. Mỗi ngày kênh YouTube của mình phải có một video miễn phí gì đó. Mỗi ngày trên kênh Facebook của mình phải có một cái video, bài viết miễn phí gì đó liên quan đến vấn đề mà khách hàng tiềm năng đang quan tâm. Mỗi ngày trên kênh TikTok của mình cũng phải có một video miễn phí. Đó, thì bạn cứ tưởng tượng là như này, mỗi một video của chúng ta sẽ tiếp cận thêm được khoảng 10 người, 20 người thì cũng được. Nhưng mà nó còn hơn là không có người nào cả. Tích tiểu thành đại, có video sẽ tiếp cận hàng trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người. Duy trì cái thói quen đấy thì bạn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng. Phái đẹp thường có ưu thế bán hàng, nhất là mỹ phẩm. Thầy có tuyệt chiêu nào dành cho nam bán hàng không thầy? Mỹ phẩm là làm gì ạ? Là làm đẹp da. Thế nam có cần làm đẹp da không? Nam làm đẹp da không? Câu trả lời là có. Thế nam có thể hướng dẫn nữ làm đẹp da không? Câu trả lời là có. Nam có thể làm video là cách để còn tạo ra cái hỗn hợp gì đó để làm đẹp da cho chị em không? Câu trả lời là có. Đó, nên thậm chí nam còn có lợi thế hơn, bởi vì bây giờ cái số lượng nam chia sẻ và hướng dẫn về làm đẹp ấy là nó ít hơn rất nhiều so với lượng nữ đang chia sẻ và hướng dẫn về làm đẹp. Đấy. Và muốn tăng cái lợi thế này của mình lên ấy, thì em hãy đi học một lớp nào đó liên quan đến kiến thức chuyên sâu về làm đẹp, về massage này, rồi về những cái lớp nào đó, thậm chí lớp mà cấp được cái chứng chỉ này nữa. Thậm chí em lại còn là dược sĩ nữa thì bá đạo hạt gạo luôn.